Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quý Thành. Dạo gần đây đang hot cái trend bẻ gậy lò xo đấy, để xem tay khỏe hơn với những cái gậy nặng, rất là nặng cân, ví dụ như từ 1 cân, 10 cân đến 100 cân luôn. Nhìn đây, đây có phải là tay của người khỏe không? Không, tay của người yếu đấy. Trong video ngày hôm nay, Bê Quý Thành và Úc thi xem ai là người có thể bẻ được cây gậy nặng ký nhất. Ok, các bạn hãy nhớ ấn nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình nhá. Ok, còn bây giờ vào video luôn. Anh sẽ có đôi tay cực khỏe bẻ được cây gậy đi 100 cân, 200 cân, 1.000 cân. Bốc phét đi thôi. Ok, vào đi để biết. Rồi các bạn ơi, Bê Quý Thành đang tập luyện rất là chăm chỉ đấy. Cây gậy của anh hiện tại là bao nhiêu cân nhỉ? Mỗi lần anh bẻ thì anh tăng được sức mạnh của anh 3 sức mạnh thôi các bạn ạ. Đây này, bây giờ anh sẽ vào chỗ này để kiểm tra xem là có cây nào nặng hơn không. Ở đây có những cái gậy lò xo nó nặng tới 1 cân này, 2 cân, 3 cân, 4 cân, 10 cân, 100 cân, 200 cân luôn ông ạ. Em thì vẫn đang tập ở cái mức bình thường thôi. Và em thì đang được 2,6k sức mạnh. Cái trò này nó giống như là cái trò vật tay các bạn ạ. Nhưng lần này là mình không cử tạ nữa mà mình là kẹp lò xo. Đúng rồi, mình sẽ bẻ gậy lò xo các bạn ạ. Để mình có thể mạnh lên các bạn. Okay. Nhìn kìa, em có 7 vòng quay. Bây giờ em sẽ quay một phát 7 vòng luôn để xem nhận được gì nhá. Ok. Quay luôn. Được gì ạ? Được gì? Được hẳn 100 sức mạnh đó. Quá cùi, 100 quá cùi các bạn ạ. 100 hay là 1.000 đấy nhỉ? Mình chẳng để ý, hình như là 1.000. À 100 đấy các bạn ạ, chỉ có 100 thôi. Ôi em quay mệt nghỉ luôn. Hình như Bê Quý Thành có tận 13 vòng quay. Đúng rồi. Bê Quý Thành quay mệt luôn đấy chứ. Ui, sao không cho mình một cái con này nhỉ? Cái con quái vật này nhỉ? Chẳng nhẽ quay 7 lần mà không được một lần vào con quái vật à? Ông quá phèn các bạn ơi. Ôi lại lật rồi. Ôi ơi, không được cái gì đâu. Không, lần này được quái vật. Được quái vật cho mà xem. Được rồi. Được hẳn con quái vật rồi. Con gì vậy ông? Để em xem nào, em vào chỗ thú cưng này em xem nào. Ui ghê vậy. Đỉnh vậy. Anh ơi, nhìn con của em này, nhìn nó ghê chưa? Ây da, trông nhiều sừng, trông như kiểu chiến binh thời La Mã vậy. Ờ, anh thử quay xem anh có được con chiến binh này không? Ok, nhưng mà trước khi thử thì ở đây có những đối thủ. Sau khi mình tập cái tay mình có cơ, mình trở lên gọi là sức khỏe cơ bắp, thì mình sẽ đi ra đây tỉ thí xem mà tay của ai khỏe hơn với những người này. Hiện tại anh có tới 32k sức mạnh. Chắc anh thắng được mấy người này rồi các bạn. Anh sẽ đi tỉ thí với người này luôn. Với... Ồ. Ui dồi các bạn ơi. Tỉ thí với ai đấy? Ồ. Nào, tuổi gì sánh vai ok fine. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Vậy anh đấu luôn với người mạnh nhất ở đây các bạn ạ. Ui. Anh đấu người mạnh nhất chỉ có thua. Ui thua. Ôi. Tên này quá đô con, quá to các bạn ạ. Hắn quá khỏe và mình không thể thắng được các bạn ơi. Bây giờ mình phải tiếp tục vào đây mình... Mình nâng cái gậy lò xo của mình đến mức nặng là bây giờ là hiện tại mình 3,7k. Mình bẻ một phát gậy 15 cân luôn các bạn. 15kg luôn. Đúng rồi. Gậy màu xanh luôn các bạn. Thấy trong tay không? Đấy. Ôi. Bây giờ em sẽ đi chiến đấu. À, đầu tiên mình sẽ chiến đấu với tên Bully này. Trời. Nghe cái tên Bully mình đã biết là nó không thể nào thắng được mình được các bạn. Bạn mình kinh rồi. Xem mẫu có thắng được không? Gái sớm ăn gì? Thua lòi mắt ra. Em đứng im mà nó không vật được cơ mà. Thắng rồi. Ghê. Rồi xem người thứ hai là Ốc có thắng nổi không. Teacher đúng mất thì giờ chắc Ốc thắng teacher. Được rồi. Ok. Happy teacher đây. Chúc mừng ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam. Ốc đã hạ thầy giáo thua một vật tay các bạn ạ. Rồi. Học sinh rất ảo. Ôi giời, đây ai. Ui ôi. Gym ấy. Thắng luôn cả người tập gym luôn. Em bẻ được gậy lò xo bao nhiêu cân rồi? 15 cân giống hệt gậy của anh. Bây giờ em sẽ đấu luôn với lại Mafia. Mafia luôn hả? Đấu luôn với Mafia luôn. Ui. Chết rồi, thua Mafia. Đồ thua Mafia. Đồ ăn hại. Anh chắc là còn thắng được Mafia. Để anh thử Mafia nào. Em phải tiếp tục training này. Anh có 5k sức mạnh tại... Ui ông ơi, anh cũng thua Mafia ốc ạ. Em phải trang bị ngay hẳn tạ 25 cân. Anh cũng vậy. Đâu? Anh trang bị luôn đi. 25 cân đúng không? Đúng rồi. Phải thế thì mình mới thắng được hiểu không? Ồ từ anh chưa được ốc ạ, anh chưa dùng được. Em bao nhiêu ca rồi? Ốc 19k rồi á. À quên mất, chúng ta có phải có pet các bạn ạ. Nhưng mà anh chưa có pet. Để xem trong pet anh có gì nào. Trong pet anh có một con mèo thần tài.
Và một con khỉ monkey cực kỳ đẹp Melly, và anh có 13 vòng quay. Bây giờ đến lượt em Vũ Thành quay nha các bạn. Wow. Tích 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 tích. Chúng cái gì? Gì cái ra nó ra cái gì? Bê Quy Thành có 13 lần quay, nhưng mình nghĩ rằng 13 lần quay của Bê Quy Thành sẽ chẳng ra được cái gì ngoài ra cái nịt. Toàn cúp các bạn ạ, sao không được sức mạnh để bẻ gậy lò xo ta? Ôi toàn cú đấm sấm sét thôi. Đấm với chả đá ra, toàn ra đấm các bạn ạ. Vòng quay may mắn hay là vòng quay đen? Anh gì ấy? Anh vừa quay được con thú cưng các bạn ạ. Để thử anh xem. Chắc chắn luôn, anh bao giờ nói thế, dối em đâu. Cái con hồng hồng là con gì? Con đỏ đỏ kìa. Chưa quay được. Còn đấy 0.001% mới quay được con đấy mà. Rất khó luôn các bạn ạ. Anh mà quay được con đấy thì thôi rồi. Quá tuyệt vời ông mặt trời các bạn ạ. Con đấy hơi bị hiếm luôn ấy. Quay được con 0.001% đi. Úi dồi ôi, bên này có Lucky Block này. Anh quay được cái con 9.7% này không ạ? Ở đây con thấy có 2 con hay 3 con nhỉ? Không để ý. Em mở trứng. Ra con huyền thoại Legendary luôn. Ôi giời cùi. Bê Quy Thành chả biết gì. Bây giờ đây, mình chẳng bị luôn. Để xem con thú của anh có giống con thú của ốc không? Ờ giống hệt các bạn. Giống hệt, nhưng mà ốc có con thú mới. Ốc còn đang hiện một cái Lucky Block đây này. Em sắp mở ra được rồi. Em đang tích lũy sức mạnh để mở Lucky Block. Kiểu gì em cũng có một con thú cưng siêu xịn. Bê Quy Thành chỉ có sách riết. Nhìn anh có 3 con thú cưng trông cực kỳ ngầu. Mèo thần tài này em có không? Bê là Trần Đức Bò. Trần Đức Bò cái gì? Anh bây giờ phải nâng tạ gọi là 20 cân. Rồi tập tạ các bạn ơi. À đâu, không phải tập tạ bẻ gậy lò xo. Đấy, bây giờ chúng ta bẻ gậy lò xo. Đấy, tập tay. Các bạn ơi, nhìn nè, nhìn con baby của mình nè. Con xo tích này, nó nhân 351.750 lần sức mạnh. Ô, ốc xịn đấy. Bây giờ anh mới bẻ gậy lò xo được có 11k sức mạnh. Nhìn, một phát cộng hẳn 15 triệu sức mạnh. Ốc lấy ở đâu đây, anh phải xem nào. Anh không phải nhận. Có ở đâu cả. Anh nhận. Anh đập quả trứng này xem được gì. Ồ con này. Anh đập trứng thì đập đi. Anh đập được một con gì một tím tím. Đập mở ra. Mở ra nha, xem có giống con của em không. Ừ. Con này này. Con này. Ôi nhân chỉ có 231.000 thôi. Ờ sao phèn thế. Ai mà biết được. Ờ của anh phải VIP chứ. Mình lại quay các bạn ạ, mình lại quay cái gì đây, ra cái gì đây. Yeah, 100 cúp, một sổ. Ôi, bây giờ anh phải bị, anh cũng nhanh rồi các bạn. Anh mỗi lần cộng 9.8 sức mạnh tay để có thể bẻ được gậy lò xo rồi. Gậy trên tay anh phải bây giờ phải rất là nặng rồi. Các bạn nhìn đi, mình sắp được 1 tỷ sức mạnh này. Các bạn nhìn đây, nhìn này, 6-2 này, 7-7 này, 9-2 này, 1 tỷ rồi. Không được rồi các bạn ơi, mình phải bây ui. Anh đã bẻ lên cây gậy 25 kg, bây giờ thử cây gậy 50 kg xem nào. Ui, cây gậy màu đỏ 50 kg này, Bê Quy Thành bây giờ bẻ phát một luôn. Ghê. Mình bẻ hẳn cây gậy 250 kg luôn cho Bê Quy Thành nha, biết mặt nha. Bây giờ thử 100 kg này. 100 kg phèn. Đấy, cây gậy màu xanh lá cây. Màu xanh lá mạ chứ. 100 kg anh cũng đã bẻ thành công rồi các bạn ạ. À. Cơ bắp sáu múi cuộn cuộn lực xí. What the hell? Lực xí à? Đi ra xem là thắng được tên mafia chưa? Mafia làm sao thắng được lực sĩ Bê Quy Thành? Trời ơi, đây, lực bây sĩ giờ nào làm? Ông bẻ gậy 250 cân là cây gậy nặng nhất ở đây các bạn. 250 kg này các bạn thấy không? Quả tạ. Rất là khỏe luôn nha. Anh cũng bẻ được 250 kg. Và đâu? Đây là trình độ là master các bạn ạ. Thế con thắng được mafia không? Đấy. Đây chính là cây gậy lò xo nặng tới 250 kg. Ngoài đời mà bẻ này thì đố ốc bẻ được luôn. Ở đây không có PVP nhỉ? Mình à đây, tí nữa Bê Quy Thành vào đây. Nào. Không, bây giờ chúng ta đi đấu với anh sẽ đi đấu với cái tên gọi là Final Boss. À đâu, phải thắng Mafia trước các bạn ạ. Bây giờ vào đấu với Mafia nào. Mafia cho về nhà luôn. Chiến thắng Mafia Boss. Bây giờ chúng ta đấu với Final Boss Champion. Kinh đấy. Tên này là tên đô con và trông mập ú nu nhất ở đây các bạn ạ. Mình sẽ chiến thắng hắn.
Với sức mạnh mình bẻ gậy lò xo tới 250 cân thì tên này không phải là đối thủ nữa rồi. Anh đã chiến thắng được champion rồi. Nhìn em bắt đầu đi thi đấu với Mafia Boss đây. Nãy mình thua đúng không các bạn? Nhưng bây giờ mình sẽ thắng nó nha các bạn. Rồi xem bốc thắng được không? Thua đi. Chưa bấm một cái gì luôn nha. Mà con Mafia Boss này nó không thể nào mà nó đánh bại được mình. Bây giờ mình bấm đi. Bấm đi. Kinh vậy. Quá ghê các bạn ạ. Rồi, mình đã chiến thắng và đây mình sẽ đến với tên Final Boss. Mình nghĩ Final không phải Final các bạn. Final. Bây giờ mình bắt đầu nhìn này, tay nó rất là to luôn. Tay to hơn, đấy. Ui, Final Boss không thể hạ gục được mình. Mình không hề bấm với các bạn. Đấy. Ghê vậy, sao ghê vậy, trình độ cao vậy. Trình độ cực cao luôn, đấy. Và bây giờ Baby Thành chỉ có tuổi tôm thôi. Baby Thành bây giờ có trận đấu với ốc đâu mà. Có ai mà biết được, ông may mắn thôi. Không. Bây giờ lên vật đây, lên vật đây. Nào vào đây. Vào bàn đây, chúng ta sẽ thi đấu ở đây. Vào bàn nào, đây này nhá. Con thú cưng của ốc trông ngầu thật như ông mặt trời ạ. Đấy, bàn này vào ngồi đây nào. Chứ còn con thú cưng màu tím của Baby Thành trông như con bọ hung. Bọ hung cái đầu em ơi, nào vào đây ngồi solo. Vào luôn. Vào. Cay thế. Rồi các bạn ơi, vậy là trong video ngày hôm nay, nhờ con thú cưng cực kỳ xịn, ốc đã bẻ được cây gậy lò xo nặng nhất từ trước tới nay, đó chính là 250 kg. Và anh cũng bẻ được cây gậy lò xo này. Nhưng mà các bạn biết gì không, anh vật tay thua ốc vì ốc có hai con thú cưng xịn nhất của đất rồi. Không phải lúc nào ốc cũng xui xẻo đâu các bạn ạ. Ốc rất là may mắn nha. Và bằng cách đó ốc cũng rất là chăm chỉ luyện tập. Ốc ấn vào cái auto chain này và ốc vừa đi vừa luyện tập. Chứ không có như Baby Thành đâu các bạn ạ. Đấy, Baby Thành có luyện tập đâu. Đấy, chạy linh tinh, chạy lông ba lông bông. Con thua các bạn ạ, các bạn phải chăm chỉ nữa. Thực ra anh chấp ốc đây các bạn ạ. Hôm nào cũng thắng thì ốc hôm sau dù không dám solo cái gì thì bốc viết đi thôi. Rồi, hôm nay anh cho ốc thắng nhá. Và các bạn nếu thích video này đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh. Và ở ngoài đời các bạn đã từng bẻ gậy lò xo chưa? Các bạn bẻ được gậy bao nhiêu kg? Các bạn bình luận ở dưới luôn. Còn bây giờ bye bye, xin chào và hẹn gặp lại bạn video lần sau. Anh bye đi bye. Anh bây giờ là bẻ được cây gậy lò xo 250 kg nhé. Đố bạn nào bẻ được như anh luôn. Đấy, sao? Ngoài đời mà bẻ được cây này thật thì mình trở thành được sĩ cực tạ luôn. Đồ bị thua. Kệ ai. Thua của người. Kệ thua ai? Của